Lời tâm sự: éo le bố chồng phải lòng ô xin. Sau khi mẹ chồng tôi bố sống ở dưới quê không có ai chăm sóc, nên vợ chồng tôi đã đón bố lên bố ở cùng. Mới đầu thì tôi phản đối nhưng mà bất thành, vì tính chồng tôi đã quyết thì không ai có thể thay. Thu nhập của hai vợ chồng tôi cũng rất khá, nên sau khi bố lên sống cùng, tôi đã thuê luôn một cô giúp việc gần 40 tuổi đã qua một lần đò về chăm sóc và trò chuyện cùng với bố cho vui. Khi mới lên ở thì bố chồng tôi ít nói, gầy xanh xao. Thế mà từ khi có cô giúp việc tên Thảo đến chăm sóc, bố có da có thịt, ăn cũng khỏe mà vui vẻ hơn rất nhiều. 3 ngày trước, đang lúc cả nhà ăn cơm, chồng tôi buột miệng chê cô Thảo: từ ngày cô Thảo đến đây chắc ăn uống không điều độ nên bụng cứ to như bà bầu ấy. Cô dành thời gian chạy bộ buổi sáng đi, người cao tuổi dễ mỡ máu lắm. Chồng tôi trước giờ thẳng tính nên ai cũng quen với cách khen chê thường của anh. Nghe lời chồng tôi nói, tôi liếc mắt xuống bụng, đúng là bụng khá to. Có lẽ mọi khi cô Thà mặc cái áo khoác rộng nên tôi không chú, giờ mặc mỗi cái áo phông thì đúng là bụng to bất thường. Nhìn cô ấy không giống người béo mà giống mang bầu thì đúng. Đây tôi rùng mình. Buổi tối tôi bảo với chồng là cô Thảo nghi có bầu chứ không phải là béo bụng. Liệu chồng tôi có lên giường với cô giúp việc không? Ngay lập tức chồng tôi giơ tay, thề sống thề chết, cả đời này chung thủy một vợ một. Tôi tin những lời của chồng nói nên quyết định lắp một cái đỏ ở góc tường để bao quát toàn bộ căn hộ. Để rồi chúng tôi thật sự sốc khi biết cô ấy thường vào phòng của bố chồng tôi và ở trong đó rất lâu. Ngay khi biết được sự thật, chúng tôi đã đến gặp bố để nói chuyện. Không thể giấu chuyện cái thai mãi được nên bố nhận là đã có tình cảm với cô Thảo và mong chúng tôi tác thành. Nghe đến đây tôi sừng, phản đối ngay lập tức, bảo rằng bố tôi đã lớn tuổi rồi, chăm bản thân còn chưa nổi, giờ cô Thảo có bầu, không làm được ra tiền, rước về ai là người hai mẹ con cô ấy đây. Trái ngược với sự tức giận của tôi, chồng tố bảo bố mẹ sinh được mỗi mình nên luôn muốn có một người em nữa, vì vậy rất mong chờ bé sắp chào đời. Chồng tôi bảo bố yếu rồi cũng cần có người chăm sóc, giờ có cơ thận rồi vợ chồng tôi cũng bớt lo. Như thế thì hàng tháng chỉ cần biếu bố vài triệu đồng lần, vì ở quê sống không tốn kém như trên thành phố. Tôi thì vẫn đùng đùng không chịu, đang yên đang lành tự nhiên phải ôm cái của nợ vào người. Tôi nhất quyết phản đối bố chồng đi thêm bước nữa cho bằng được. Bố tôi đã có tuổi rồi, bây giờ mà đẻ con bé ra, cả làng cả nước người ta cười cho, chưa kể lại còn là gánh nặng cho vợ chồng tôi nữa. Làm sao mà tôi có thể ủng hộ quyết định này được đây? Tôi thực sự không biết làm sao nữa để giải quyết những mâu thuẫn trong gia đình. Cảm thân mến, vừa rồi chúng ta đã đến với tâm sự của một nàng dâu trong câu chuyện đầy khó xử khi mà bố chồng mình đang phải lòng có giúp việc, và ngày càng khó xử hơn khi mà cái thai trong bụng của cô ấy cũng đang ngày càng lớn. Xung quanh chuyện người già đi bước nữa, sau đây chúng tôi xin được gửi đến các bạn thêm màu sắc nhiều câu chuyện nữa, muôn hình muôn vẻ về chuyện vui buồn khi mà người già đi bước nữa, để chúng ta hãy cùng lắng nhiều hơn nhiều hoàn cảnh cũng như nhiều màu sắc xung quanh chủ đề này. Người già đi bước nữa thì cũng có lắm chuyện vui buồn, có người sướng cũng có người khổ, có những người ân hận đến mắt xuôi tay, nhưng cũng có những người được hưởng thứ hạnh phúc muộn màng. Nhờ có họ hàng và người quen ở bên Đức nên hai người con của ông Tiến lần lượt được bảo lãnh sang bên ấy làm ăn. Mấy năm đầu thì cả hai đều gửi về cho ông một khoản tiền khá. Thời gian sau thì họ lập gia đình rồi định cư luôn ở Đức và muốn đưa bố sang cùng, nhưng ông Tiến nhất quyết không đi. Phần vì tuổi già ngại đường xa vạn dặm, phần vì sợ dâu rể bất đồng ngôn ngữ khó mà sống thoải mái, ông cũng một mực từ chối khi các con có ý người giúp việc để chăm nom bố. Tôi vẫn còn khỏe chán, mới có 71, ông cười với các con. Thế rồi đùng một cái, ông đánh điện cho con, bảo là sẽ đi bước nữa, bảo họ về. Chẳng là sau khi các con đi cả, hàng xóm hay thấy ông và bà Liên ở phố cạnh đó hay qua lại thăm, cùng đi thể dục và sinh hoạt câu lạc bộ người cao tuổi, rồi lại câu lạc bộ dưỡng sinh. Có hôm ông Tiến ốm, bà Liên tất tả chạy đi chạy lại lắng và chăm sóc. Người cùng phố thấy vui cho cảnh của hai ông bà già cô đơn tìm đến làm bạn với nhau, nên bây giờ việc họ góp gạo thổi cơm chung cũng không gây quá nhiều bất hạnh phúc đến với ông Tiến và bà Liên như một quả ngọt cuối mùa. Nhưng mà cũng có những người già đi bước nữa để có được như ông Tiến không phải nhiều. Có những người tưởng rằng sẽ tìm được hạnh phúc, niềm vui gia đình lúc xế chiều, nhưng lại phải mang gánh nặng và khổ đau. Chuyện của ông Lục, 75 tuổi, quê Thanh là một ví dụ. Với số tiền lương hưu của một cán bộ quân đội cao cấp,
ông Lục sống khá dư giả, vợ mất đã hơn, sống một mình. Ông Lục cảm nhận được sâu sắc sự cô đơn của tuổi già. Ông muốn đi thêm bước nữa, có điều còn ngại các con. Phần chưa gặp được người đàn bà dám chấp nhận lấy một ông già đã sắp đến tuổi cổ lắm. Nhưng rồi một cô gái lỡ thì ngoài hay bán rượu trong xóm đã khiến ông say. Ông Lục cũng không ngờ cô gái đồng ý. Họ phải ở với nhau trong sự phản đối quyết liệt của đám con cháu. Cặp vợ chồng mới đứng trong căn nhà an khang, bất chợt thời ra tiếng vào. Ông thấy mình như trẻ lại, nhưng một cuộc sống bình yên lại không kéo dài được. Cô vợ mới của ông Lục cứ càng ngày càng mơn mởn. Rồi cô có thai trong sự dè bỉu của đám con ông. Trái với dự đoán của nhiều, ông Lục bàng hoàng khi biết tin này, bởi vì ông biết mình không còn khả năng làm bố từ lâu. Nhưng ông cũng chẳng dám nói ra sự thật vì xấu hổ, gần cuối đời còn bị cắm sừng như mà chịu được. Ngày cô vợ đẻ, ông Lục tất tả ngược xuôi thuê xe đưa đón vợ. Đêm đêm nghe tiếng đứa nhỏ khóc mà ông thấy gương mặt đã nhuốm màu tuổi tác của ông Lục ngày càng hằn thêm những vất vả, và cô vợ mới của đứa con đã quên hẳn ông chồng già. Thậm chí giờ đây ông lại phải quay sang phục vụ hai mẹ con, từ miếng ăn, cái mặc đến tã lót của đá bé cũng đến tay ông. Ngày nghe tiếng chế giễu của mọi người, đêm nghe tiếng trẻ con khóc, lại dằn vặt tự xấu hổ với chính mình. Ông Lục lăn ra ốm, dù một đêm chờ ông theo bà cụ về với tổ tiên. Nhưng khác với ông Lục, ông Nam lại bất hạnh vì một lý do khác. Có một sản nghiệp khá lớn, nhưng vì chứng bệnh vô sinh nên ông cũng không nỡ ràng buộc một người phụ nữ nào. Ông cứ sống như thế cho đến khi bước vào tuổi ngoại thất tuần. Ở cạnh nhà ông có bà Huê, chồng mất sớm, một mình phải vất vả nuôi ba con. Hai ông bà vốn coi nhau như những người bạn, thường xuyên trò chuyện và giúp đỡ lẫn nhau, và sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như mấy người con của bà Huê không quá muốn cái biệt thự của ông Nam. Thấy hai ông bà phần nào cũng có tình ý, họ tranh thủ vun vén cho cả hai ông bà. Nghĩ cùng cảnh tuổi già lại không có con cháu, ông Nam và bà Huê đã đồng ý đi bước nữa. Vì chưa một lần biết đến tình thân gia đình nên ông Nam coi các con cháu của bà như chính người nhà của mình. Thời gian đầu không khí gia đình rất vui vẻ và hòa thuận, nhưng sau đó những người con của bà Huê bắt đầu thực hiện tham vọng của mình. Họ ngon mặt dỗ dành rồi đốc thúc ông về bản di chúc phân chia ra. Nghĩ mình đã già, con vợ cũng là con chung, nên ông bằng lòng ngày mà bản di chúc được công bố với gia tài phân chia đều cho các con của vợ thì cũng là lúc mà chúng trở mặt. Những người con của bà Huê dần can thiệp vào cuộc sống của đôi vợ chồng già, đến miếng ăn manh áo của hai cụ chúng cũng chẳng ngó ngàng đi. Không khí trong gia đình dần trở nên căng thẳng, và hai vợ chồng ông quyết định chuyển về ở trong quán nước nhỏ của bà Huê cho yên chuyện. Ông tự an ủi rằng sống được bao lâu mà tranh chấp với các con làm gì. Ngày ngày bán nước chè kiếm sống, ông bà tự chăm, lúc đau yếu thì nhờ. Cũng may cho ông, bà Huê hiểu được những việc làm thất đức của con mình nên ra sức chăm sóc và động viên ông, vẫn mong bù đắp lại những tội lỗi của con mình gây ra. Cảnh già của ông bà đã bớt đi sự cô quạnh. Các bạn thân mến, vừa rồi là chia sẻ cũng tâm sự với môn màu vạn trạng của việc người già đi bước nữa, cũng như là việc các bạn đừng quên để lại những lời khuyên của mình dành cho nàng dâu trong câu chuyện với tiêu đề đó là khi mà bố chồng phải lòng ô xin. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe lời tâm sự của chúng tôi gửi đến các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, để tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe lời tâm sự. Làm liều lên giường với bạn thân của chồng sắp cưới. Mở sáng nhìn bên gối, tôi tê tái cả tim gan. Đêm nay đến nhà anh nhé. Đây là bí mật của hai đứa mình thôi. Em thì không muốn chia tay thẳng thắn. Tất nhiên anh cũng không ép. Nhưng thực sự là anh có tình cảm với em ngay từ lần gặp đầu tiên. Có một chút hơi men trong người. Những lời thủ thỉ đường mặt bên tai và khuôn mặt điển trai. Nụ cười tươi rói của Hoàng đã khiến tôi xa lầy. Phản bội cả chồng sắp cưới. Chẳng những vậy, Hoàng lại còn chính là bạn thân của Thắng. Người đàn ông mà chỉ còn vài tháng nữa thôi chúng tôi sẽ chính thức trở thành vợ chồng. 6 năm yêu nhau, tôi và Thắng đã quá quen thuộc, chẳng còn mới mẻ gì nữa. Tất nhiên là tôi cũng chẳng bao giờ dại mà nghĩ đến chuyện chia tay anh. Bởi vì anh là một người đàn ông tốt, điều kiện cũng khá giả. Chia tay rồi biết tìm ở đâu người được như thế nữa. Dạo này Thắng bận rộn, thường xuyên đi công tác. Tối đó tôi đi chơi cùng với cô bạn. Hai đứa có uống vài ly rượu thì tình cờ gặp Hoàng cùng với một người bạn khác. Chúng tôi nhập hội, mãi đến khuya mới về. Hoàng đề nghị chở tôi về nhà, nhưng lại lái xe thẳng đến nhà anh.
Có men rượu trong người nên tôi cũng đánh mất lý trí, để mặc bản thân trôi theo cảm xúc. Tôi bỗng hàm muốn vòng tay một người đàn ông khác ngoài bạn trai của mình, muốn trải nghiệm cảm giác mới mẻ, muốn phiêu lưu tình ái một chút trước khi bước chân vào hôn nhân, cho dù người đó có là bạn thân của chồng sắp cưới đi chăng nữa. Tối hôm đó quả thực là thiên thời địa lợi nhân hòa. Hoàng thì quá hấp dẫn và nam tính. Tôi tặc lưỡi làm liều, với suy nghĩ tôi không nói, Hoàng lặng im thì ai mà biết được. Quần quýt với nhau tới nửa tiếng đồng hồ, tôi mệt quá ngủ say bí tỉ. Tờ mờ sáng tỉnh dậy, hé mắt nhìn sang bên cạnh thấy Hoàng đang ngồi dựa vào thành giường điện thoại. Tôi choàng tay qua giọng đầy ngái ngủ. Anh dậy sớm thế, hôm nay có việc gì bạn à? Không, hôm nay tôi dành cả ngày nên ngồi đây chờ cô tỉnh. Một giọng nói vang lên trên đầu khiến tôi run bắn cả người. Đó không phải là giọng nói của Hoàng. Tôi vùng dậy xác nhận danh tính người đàn ông mà vừa nãy ngái ngủ nên không ngẩng lên nhìn. Người ngồi bên gối chính là chồng sắp cưới của tôi. Nó ra ngoài rồi, đừng tìm nó nữa. Nó ăn nằm với cô xong, thấy áy náy quá nên gọi tôi đến chứng kiến. Thắng cười khẩy khi tôi còn chưa kịp thốt ra một câu nào. Yêu nhau 5 năm, thực ra tôi cũng thấy nhàm chán, nhưng nghĩ lại tình nghĩa bên nhau, 5 năm thanh xuân của cô, tôi tự nhủ mình phải chịu trách nhiệm cho cô một sống yên ấm. Tôi còn mua nhà để cưới xong làm tổ ấm mới, trang trí xong xuôi theo cái cách mà cô thích. Định bụng mấy hôm nữa dẫn cô đi xem cho bất ngờ. Không ngờ người được tặng cái bất ngờ này lại là tôi. Tôi thế này cũng tốt, chia tay trong hòa bình. Tôi lưu lại vài tấm ảnh của cô với thằng Hoàng rồi, biết điều thì ngậm miệng lại, đừng có đổ oan đổ vấy cho tôi cái gì, hay là kể lẻ mất thanh xuân vớ vẩn đi nhá. Thắng mở điện thoại dơ cho tôi xem những bức hình về căn hộ anh mới mua và chuẩn bị. Tôi ngơ ngẩn nhìn, Thắng cười nhạt để lại một câu đe dọa rồi bỏ đi. Tôi gục ngã, mất tất cả. Thắng nghĩ đến tình nghĩa, muốn xây dựng gia đình với tôi. Thế nhưng còn tôi lại tự tay mình đập nát đi tất cả. Có cách nào để anh tha thứ cho tôi nữa không? Thực sự bây giờ tôi không còn gì hết. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng tôi đã gửi đến các bạn lời tâm sự của hai người phụ nữ đều đang trải qua những cảnh rất cay đắng. Một người thì cũng là tự do bản thân mình thôi, nhưng cô ấy thực sự không phải là người có lỗi khi mà đã bước vào tuổi 35, nhưng bản thân vẫn còn được giữ gìn sự trong sáng. Thực ra đây là một điều tốt. Tất nhiên những cô gái mà đã dâng hiến cho tình yêu của mình cũng có phần dại dột, nhưng cũng không phải ai cũng là người sai, và đó hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân chính các cô ấy, quyền lựa chọn của các cô ấy. Chúng ta không có quyền nói đúng với sai ở đây. Thế nhưng một người phụ nữ giữ gìn được sự trong sáng của mình đến lứa tuổi đấy cũng phải là một điều mà chúng ta cần tôn trọng chứ. Thế nhưng người bạn trai của cô ấy lại không hiểu được đấy, và anh ta lại đưa ra những lời lẽ hết sức sỉ nhục và lăng mạ cô này. Cô gái này đang rất là mất niềm tin vào bản thân mình cũng như cuộc sống, và cũng không biết phải làm thế nào khi một tình huống đầy trớ trêu, tử tế quá cũng khiến người ta nghi ngờ. Còn cô gái trong câu chuyện thứ hai thiết nghĩ tất cả những vấn đề mà cô đang gặp phải cũng là do bản tính tham lam, và với cái tính tôi nghĩ rằng sức dại dột và nông cạn của cô ấy gây ra mà thôi. Còn có cách nào để anh ta tha thứ cho cô ấy không, thì rất mong nhận được cao kiến từ phía tất cả các bạn, những người đàn ông, để xem nếu như trong tình huống này có cách nào mà các anh có thể tha thứ cho người phụ nữ của mình hay không nhé. Đừng quên để lại những suy nghĩ của mình ở dưới phần bình luận của video này. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.